Xin giới thiệu đến các bạn là cái mẫu động cơ 4 thì 49cc mẫu mới, có hộp số giảm tốc. Cần khởi động tay này. Máy này thì hoạt động trên cơ chế là bơm xăng từ dưới này lên này. Nó rất là tiện. Các bạn không phải làm bô, chế bô chứ biết gì cả, nó có cả bô và bình xăng thì nó cũng không cần thiết các bạn phải chế cả. Đấy. Máy thì làm rất là gọn. Liền một khối rồi. Kích thước thì có chiều ngang là 326 cm, chiều cao là 26 cm và chiều dày máy chưa tính hộp số là 24 cm. Hộp giảm tốc này là hộp giảm tốc giảm đi 4,5 lần. Thì hộp giảm tốc này nó có 3 loại đầu nhông. Đầu nhông 11 răng, đầu nhông 14 răng, đầu nhông 20 răng, nó có cả loại 17 răng. Và cái xích, xích này thì rất là dài. Đây. Xích này là dài 52 cm, tính theo chiều gập đôi. Có nghĩa là giải ra thì nó dài khoảng 1m04. Chiều dài xích rất là dài. Các cái hệ thống nhông đi kèm thì tùy. Ví dụ như các bạn làm xe hai bánh thì có líp. Líp thì sẽ đi với cái bộ nhông 54 răng, bộ nhông 44 răng. Hoặc là các bạn không cần dùng líp thì bản chất của cái bộ máy này nó cũng như cái líp rồi. Đấy thì các bạn không cần dùng líp nữa thì các bạn dùng nhông chết như này thì có 64 răng, 54 răng. Đấy thì có hai loại đấy để cho các bạn làm phù hợp. Đây, máy thì rất là nhẹ nhàng thôi, máy tầm khoảng 2 kg. Và các bạn mua hàng thì liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955 hoặc nhắn tin vào Zalo cái số đấy. Cái chuông này thì nó thuộc dòng chuông lớn các bạn nhé. Tiện thể thì giới thiệu luôn các bạn cái hộp số này. Thì cái lòng trong của thằng này nó rơi vào khoảng 78 đến 80 đo phủ bì. Cái tim ốc này là nó là 75 đến 74. Đấy các bạn có mua cái hộp số này thì các bạn lưu ý cái vấn đề đó. Cái này thích hợp làm những cái dòng xe hai bánh rất là đẹp. Hoặc là hai bánh béo, các bạn nào chế cái dòng hai bánh béo mà dùng động cơ này cũng rất là đẹp. Hôm qua thì mới lên một cái bộ Meyer bánh béo xong. Hôm nay thì lên thêm cái bộ động cơ 4 thì này nữa. Video thì đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những thông báo khi có video mới đăng lên. Giá thành sản phẩm thì các bạn có thể xem dưới phần mô tả sản phẩm hoặc các bạn hỏi giá phía dưới. Nhiều khi mình chưa trả lời được ngay thì các bạn thông cảm, nhưng mà kiểu gì mình cũng sẽ báo giá. Đấy.